Hôm nay em làm ốc bu xào sả ớt. Đây em phi sả tỏi và bột nghệ và bột cà ri nha cả nhà. Đây xào xong bây giờ mình bỏ mình vô ốc bu. Đây mình đã luộc sơ rồi. Đó, bây giờ mình xào rất là ngon. Cho tí xíu nước mắm vô, tí xíu bột ngọt, tiêu, bột ngọt và tí xíu đường. Rồi mình đảo đều lên cho nó thấm con ốc bu á cả nhà. Đây ốc bu xào sả ớt nghệ. Rồi cả nhà nhìn thấy có ngon không? Giờ em đã xào xong hết rồi đó. Mà chỉ ăn cơm rất là ngon. Đây.